Xin chào các bạn. Mình nghĩ chắc đây là lần đầu tiên mà mình làm video và mình xuất hiện chính thức, loại bộ mặt của mình ra. Thì mình không biết là, mình nghĩ chắc là động lực để mình làm video này chắc là vì có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là dẹp của bạn vẽ đến đâu rồi. Rồi trong quá trình vẽ thì mình phải phát chì trước hay là mình có thể tô thẳng màu lên luôn. Thì đây là một video mà mình sẽ ghi lại cái quá trình mà mình vẽ như thế nào cho các bạn xem nhé. Chắc là mình sẽ cho các bạn xem thành quả trước. Đây là đôi giày đó đây. Xinh không? Đôi giày này thì vẽ lại hình ảnh trường cấp 3 của mình. Đây là hành lang giữa. Đây là hành lang để đi đến phòng hành chính của trường mình. Đây là một góc siêu đẹp luôn. Nói chung là ai vào trường mình cũng sẽ đa phần là sẽ chụp hình ở đây tại vì nó rất là đẹp. Mình vẽ lên thì chắc nó bớt đẹp đi. Thì các bạn hãy thấy là ở phía sau sau giày thì mình có vẽ một thứ giống như là logo nhỉ. Mình không biết có phải là logo không, mình biểu tượng. Nói chung là mình lúc mà mình còn đi học ấy thì cái hình ảnh này được in lên cặp, rồi lên sách vở, lên nói chung là bất cứ thứ gì của trường mình thì đều sẽ in cái hình này lên. Thì đúng ra ở phía sau này cái phần màu đỏ đỏ ấy là sẽ là logo của giày, của hiệu giày, nhưng mà mình xóa nó đi, mình tô đè lên, sau đó thì mình viết chữ lên là GBL. GBL là có thể gọi là một biệt danh của bạn mình. Mình quên nói, tức là đôi giày này không phải mình vẽ để bán hay là vẽ cho khách gì đâu. Đôi giày này là mình vẽ để tặng sinh nhật của một người bạn cấp 3 của mình. Cho nên đó là lý do vì sao mình lại chọn cái trường cấp 3 ấy. Ý nghĩa nó là nơi tụi mình gặp nhau, tụi mình biết đến nhau, rồi tụi mình thân với nhau. Các bạn nhớ coi đến hết video nha, tại vì mình sẽ có quà cho các bạn đó. Vậy thì bây giờ các bạn cùng xem để xem là mình đã vẽ đôi giày này như thế nào nhé.
xem đến hết cái video này thì mình sẽ dành tặng cho các bạn một phần giveaway. Thì mình sẽ tặng một suất vẽ giày miễn phí, vẽ trường nha. Vẽ trường thì các bạn chỉ cần đăng ký kênh, sau đó thì like video này, sau đó thì comment cho mình biết là ba số cuối chúng mình nhận các bạn, thì 3 ngày sau mình sẽ công bố là một bạn may mắn nhất sẽ nhận được phần quà này. Thì bạn có thể gửi về cho mình và một hình ảnh về một gốc trường đại học, trường cấp 3, cấp 2, cấp 1, mầm non gì đó, nói chung là cái nào cũng được, gửi cho mình và mình sẽ vẽ cái gốc đó lên giày của bạn, hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí nha. Còn nếu như bạn muốn liên hệ để mua giày thì có thể nhắn tin cho mình trên Facebook, mình sẽ thảo luận thêm. Đúng vậy. Video của mình đến đây là hết rồi. Thì muốn nói là đây là video đầu tiên mình làm, nên mong các bạn sẽ ủng hộ mình về sau để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa. Và nhân tiện đây thì chúc mừng sinh nhật Trong. Tạm biệt các bạn.